Đến hay lại lên, chào mừng anh em đam mê lịch sử đến với Hồi ức thời chiến, kênh chuyên kể những câu chuyện lịch sử, anh em xem là thích, click là nghiền. Anh em thân mến, ngày nay khi nhắc đến cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam, hẳn tất cả những người có hiểu biết về lịch sử đều nhất trí rằng đây là cuộc phản công tự vệ của Việt Nam, đồng thời là thực hiện nghĩa vụ quốc tế lật đổ ách thống trị của chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, hồi sinh đất nước Campuchia từ đống tro tàn. Thế nhưng, có không ít những kẻ xét lại lịch sử thì lại cho rằng đó là cuộc chiến tranh xâm lược Campuchia, rằng Việt Nam đã lấy cớ Khmer Đỏ lấn át để đem quân xâm lược, cướp bóc của cải, vàng bạc, châu báu của Campuchia để sử dụng trong hoàn cảnh đất nước đang cực kỳ nghèo đói sau giải phóng miền Nam năm 1975. Vậy có thật sự là Việt Nam đi cướp và xâm lược Campuchia hay không? Anh em hãy cùng tôi đi tìm hiểu thông qua trích đoạn hồi ký kể về sự việc bộ đội Việt Nam phát hiện ra kho vàng của lính Pol Pot, xem chúng đã xử lý vàng đó như thế nào nhé. Câu chuyện được thuật lại bởi cựu chiến binh Trần Phú, nguyên chiến sĩ sư đoàn 341 Sông Lam. Sau sự kiện nhà nước Cộng hòa Nhân dân Campuchia ra đời, cùng với việc Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng lần lượt ra mắt nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kong Spu được vinh danh là tỉnh đầu tiên ở Campuchia được thành lập. Chính quyền các cấp, dưới sự giúp đỡ của các chuyên gia Việt Nam, đã bắt tay vào quản lý và xây dựng đất nước. Cuộc sống mới của nhân dân đã thực sự hồi sinh. Những người dân từ trong căn cứ trong rừng chạy thoát về đều được sự giúp đỡ, cứu trợ, cứu đói. Mọi người đã nhanh chóng hòa nhập với cộng đồng. Tối tối, trong các phum, sóc, tiếng trống lăm vông, bập bùng, hòa quyện với điệu múa, lời ca từ già đến trẻ. Trong niềm vui tột đỉnh cùng men say rượu thốt nốt, trong bụi đất mù trời, họ vẫn say sưa nhảy múa, hát ca. Những đôi mắt của trai gái lúng liếng đưa tình, họ quấn quýt hòa quyện vào nhau, rồi những đám cưới được tổ chức theo nghi lễ truyền thống ngày nào cũng có. Họ sống gấp gáp, bù lại những năm tháng gian khổ dưới thời Pol Pot, có cả ăn ca thống trị, có nhiều lần chúng tôi cũng được mời múa ca như vậy. Nhưng chúng tôi không thể chịu nổi vì sự ngột ngạt của bụi, của những mùi người không quen thuộc. Nhưng trong những đám vui nhảy múa đó, có rất nhiều những phụ nữ ngậm ngùi đứng nhìn cuộc vui. Họ đã mất chồng, chồng của họ đã bị chết, bị giết dưới thời ăn ca cai trị bằng những nhát búa đập vào đầu. Giờ đây trong hòa bình, trong niềm vui của sự hồi sinh, bản năng sinh lý trỗi dậy, họ đang rất thèm khát, đang khát khao có được người đàn ông, người chồng hay người bạn tình của họ. Nhiều, rất nhiều những ánh mắt đưa tình, cùng nụ cười chào mời bộ đội Việt Nam và các anh em trong đội công tác. Nhưng với chúng tôi biết là thế, nhưng đây là điều cấm kỵ số 1 đối với bộ đội Việt Nam. Tình hình Campuchia nói chung, nhất là khu vực tỉnh Kong Pong Spu đã có nhiều thay đổi, nhiều phát triển tiến bộ, bọn địch bị truy quét khắp nơi, bị quân ta đánh cho tơi tả, rất nhiều toán lính đã tan rã, trốn căn cứ ra hàng, với những bộ mặt, thân hình tiều tụy đói khát. Ở hướng này, bọn Pot đã phải ra lệnh cho các đơn vị của chúng rút vào trong rừng sâu, núi hiểm để xây dựng căn cứ kháng chiến lâu dài. Trước tình hình đó, Bộ Tư lệnh Quân đoàn cương quyết không để cho bọn tàn quân có thời gian xây dựng căn cứ. Cuối tháng 2 năm 1979, quân đoàn quyết định mở chiến dịch, tiến công truy quét vào căn cứ chiến lược cuối cùng của Pot tại tỉnh lỵ Kong Pong Spu, căn cứ Am Lang. Theo kế hoạch, sư đoàn 341 lập kế hoạch tiến công vào căn cứ Am Lang. Am Lang là một khu vực rừng núi hiểm trở, nằm ở phía tây tỉnh Kong Pong Spu, tiếp giáp với tây nam tỉnh Kong Pong Chơ Năng. Đây là một vùng rừng núi chạy dài suốt phía tây Campuchia tới biên giới của Thái Lan. Sau khi bọn Pot rút khỏi Phnom Penh, cùng với các căn cứ quan trọng khác, bọn Pot đã chọn khu vực này để xây dựng căn cứ của văn phòng 870, cơ quan trung ương đảng của Khmer Đỏ. Chiến dịch tiến công chiếm đánh Ang Len được chia làm hai giai đoạn. Lực lượng tiến công bao gồm các lực lượng của quân khu 4, cùng các sư đoàn phối thuộc, cùng 4 tiểu đoàn của quân đội cách mạng Campuchia. Ngày 6 tháng 3 năm 1979, các trung đoàn của sư đoàn 341 khẩn trương triển khai nhiệm vụ theo phương án, đánh hơi thấy quân ta, chuẩn bị đánh lớn. Bọn Pot nhanh chóng tẩu tán, di chuyển. Do đó, các lực lượng của sư đoàn 341 cùng trung đoàn 14 truy quét rất vất vả, cứ phải đuổi, phải theo đường rút chạy của bọn chúng. Hướng trung đoàn 273, sau khi có lệnh vào chiến dịch tiến công Am Lang, từ trục đường 4, toàn trung đoàn hành quân theo các con đường đất nhỏ, men theo các sườn núi hiểm trở, đuổi theo tiếng ì ầm của xe tăng, xe bọc thép của Pot. Tiểu đoàn 2 dừng lại chốt bảo vệ hành lang, các trục đường 4 từ 5 đến 10 km. Các tiểu đoàn 1 đến 3 cùng các đơn vị trực thuộc, trung đoàn bộ vẫn tiến sâu vào rừng. Pháo binh địch chắc có bọn trinh sát báo nên vẫn bắn vào đội hình hành tiến của trung đoàn để cản đường. Nhiều quả đã trúng đội hình tiến công, đã có nhiều anh em bị thương và hy sinh do đạn pháo. Cuộc truy đuổi vào căn cứ Am Lang đã sang ngày thứ 3 mà chúng ta mới phải gặp các lực lượng nhỏ cản đường của chúng. Chúng nhanh chóng bị tiêu diệt hoặc bỏ chạy. Càng đi, càng đuổi, chúng ta đã thấy rất nhiều những kho tàng cùng căn cứ của Pot, dấu hiệu rất đông lực lượng Pot. Trung đoàn 273 vẫn được lệnh truy đuổi sâu thêm. Đến chiều ngày thứ 4, khi đến một phum vắng ở gần yên ngựa giữa hai dãy núi thì bất ngờ quân Pot nổ súng rất mạnh, có cả xe tăng, xe bọc thép cùng pháo binh của chúng tiến công quân ta.
Trung đoàn trưởng Trần Măng đã nhanh chóng triển khai đội hình chiến đấu, cùng lúc điện báo về cho sư đoàn là đã gặp lực lượng địch phản kích. Pol Pot có cả xe tăng cùng pháo binh yểm trợ, số lượng địch rất đông. Tiếng rít xoẹt rồi nổ ầm ầm của DKZ, các loại hỏa lực mạnh của Pot trên sườn đồi, chỗ khu vực yên ngựa đằng trước bắn rất mạnh vào đội hình trung đoàn, cả khu vực trung đoàn bộ, các mảnh đạn, mảnh pháo phẩm phập cùng khối lửa mù mịt trên đội hình hành tiến. Các loại hỏa lực của các đơn vị của ta đã triển khai bắn trả. Chúng tôi ở ngay vị trí của hai khẩu cối 120 ly. Anh em pháo thủ đại đội 14 thao tác bắn rất nhanh. Tiếng hô gióng pháo, tiếng hô cự ly thức ngắm, hướng xạ kích đanh vang. Bắn ở cự ly gần nên hai khẩu cối gần như dựng đứng. Khói ở đầu nòng cũng trùm lên khu vực trận địa không có hầm hào che chắn. Những khẩu DKZ cũng đã rít lên bay về hướng yên ngựa. Về thế trận thì chúng ta đang ở thế bất lợi vì chúng ta đang ở dưới thấp, bọn Pot thì đang ở trên cao, có ý đợi phục kích chúng ta. Nhưng thế trận lớn thì chúng ta đang là người chủ động săn đuổi, lũ Pot là đàn thú cùng đường, có thể chúng đã hết đường chạy, có thể chúng chạy đến nơi hiểm yếu này rồi lập phóng tuyến phản công ta. Lúc này đã khoảng 4 giờ chiều, cái nắng nóng cả ngày cộng với khói bụi dày đặc làm không gian như bùng cháy. Các loại hỏa lực của Pot vẫn bắn như điên loạn, các loại hỏa lực của ta cũng bắn trả rất mãnh liệt. Pháo binh sư đoàn đã lấy xong tọa độ, những quả đạn chi viện đầu tiên vo vo bay qua đầu mọi người, rồi nổ ầm ầm trên sườn núi, nơi có phòng tuyến Pot. Đạn pháo đã trúng khu vực mục tiêu, chi viện kịp thời cho trung đoàn. Những tiếng đề pa từ phía trục đường 4 và đạn bay qua đầu nhiều hơn. Pháo binh đã bắn cấp tập, các loại hỏa lực của trung đoàn trong mấy ngày trên vai, trên xe của lực lượng vận tải dường như rất nặng vì chưa có cơ hội sử dụng. Giờ đây, anh em hỏa lực được dịp bắn cho nhẹ bớt, nên hầu như không ai nghĩ đến chuyện tiết kiệm đạn. Đúng là một trận đấu pháo, đấu hỏa lực thật hoành tráng, thật ác liệt. Nguy hiểm nhất là đạn pháo bắn thẳng từ trên xe tăng của chúng. Bụi đất tung lên, những cây thốt nốt, những loại cây to bị trúng đạn pháo tăng đổ rầm rầm. Tiếng rít xoẹt rồi nổ ầm ầm của đạn pháo 105 của Pot bắn tới mảnh đạn cắm phập phập vào mọi nơi hoặc những vật cứng nghe chát chúa. Cũng đã có những anh em bị trúng đạn, các đồng chí y tá chạy đi chạy lại trong tiếng súng, tiếng pháo để cấp cứu, băng bó cho anh em bị thương. Tiếng súng hỏa lực cũng như đạn thẳng của Pot thừa dần. Hai tiểu đoàn bộ binh được lệnh xung phong chiếm mục tiêu. Tiếng hô xung phong vang trời trong khung cảnh nóng bỏng ác liệt của sa trường. Quân Pot chống đỡ thêm một lúc rồi vỡ trận chạy sang bên kia yên ngựa hoặc chạy lẫn vào dân, nhưng các loại pháo của chúng vẫn bắn vào đội hình của trung đoàn. Trước tiên là các xe châu kéo của dân chạy ào ra ngày một đông, già trẻ, trai gái kêu khóc thảm thiết trong hoảng loạn. Xe châu lồng lên chạy băng băng khi có những quả đạn của Pot bắn đến nổ ầm ầm. Người dân đã không thể điều khiển được các xe của họ. Châu hoảng sợ, người hoảng sợ. Có nhiều xe chạy nhanh quá đổ cành ra đường, cặp châu kéo với đôi mắt đỏ sọc hung hăng phá ách. Chưa lúc nào cảnh tượng hỗn loạn lại như lúc này, lại ở ngay vị trí của trung đoàn bộ. Anh em vệ binh dùng súng bắn để ra hiệu cho đoàn người chạy qua sở chỉ huy. Nhóm dân địch vận của tôi lợi dụng lớp ngay cạnh một ngôi chùa nhỏ. Cô Nhị, cô The sợ xanh mắt, cứ níu, cứ bám chặt vào tôi. Tôi nói anh em chuẩn bị nói loa hướng dẫn dân chạy ra, thì Sa Trơn trong bộ mặt hốt hoảng căng thẳng gọi tôi thất thanh: "Bong Phú, Bong Phú, Phơ Leng Mia, Phơ Leng Mia!" Rồi chỉ vào trong chùa, nơi có rất nhiều thùng đạn xếp thành hàng. Tôi chưa hiểu điều gì, hỏi lại Sa Trơn. Sa Trơn vẫn nói: "Phơ Leng Mia, Phơ Leng Mia!" Mới đầu tôi nghĩ có Pot trong đó, tôi liền nép vào một gốc cây, chĩa súng vào đó. Lúc đó cô Nhị nói với tôi: "Không phải lính Pot đâu." Sa Trơn nói: "Kho vàng đấy." Tôi cùng Sa Trơn, cô Nhị đi vào chùa, tay tôi vẫn để vòng vào cò súng và mắt đảo nhanh quan sát. Đúng là chỉ có mấy chục thùng đại liên xếp thành hàng, có hòm đã mở nắp. Tôi nhìn kỹ, trời, đúng là vàng, toàn vàng miếng, lá vàng chóe. Mỗi thùng có đến cả mấy chục kg. Tôi mở thêm nắp các thùng khác cũng vậy, hoặc là vàng trang sức, bọn Pot thu của dân mang về lập căn cứ. Nhưng khi bộ đội mình đánh vào thì chúng chưa kịp tẩu tán hoặc tẩu tán chưa hết. Đang tần ngần suy nghĩ thì bỗng một viên đạn pháo bất ngờ bay tới. Theo phản xạ, tôi kéo tay cô Nhị rồi hét to: "Nằm xuống!" Quả đạn pháo 105 ly của Pot nổ ngay trước cửa chùa. Mảnh đạn bay cả vào trong chùa, khói bụi trùm lên. Tôi như bùng tỉnh, nói ngay: "Kệ nó, đã đi ra ngoài ngay." Sa Trơn cùng Nhị theo tôi ra ngoài, pháo binh của Pot vẫn bắn dồn dập vào khu vực. Lúc đó anh Văn chạy lại nói: "Anh cho phát loa hướng dẫn đi, có cả lính Pot nữa." Các tiểu đoàn báo lính Pot vất súng tràn ra, lẫn vào dân nhiều lắm. Sa Trơn phát loa nói và chỉ hướng cho dân ra khỏi rừng. Lẫn trong đám người chạy có rất nhiều người đàn ông cởi trần. Tôi nói với anh Văn: "Đó là lính Pot đen à? Anh em tôi hội ý cách xử lý." Cô Nhị dịch cho Sa Trơn nghe rồi nói lên loa với nội dung: "Ai là lính thì cởi áo ra, đứng lại tập trung không được chạy theo dân." Rồi chúng cho tôi báo với ban xin thêm một tiểu đội vệ binh cùng chúng tôi thanh lọc số tình nghi lính Pot trong đoàn người đang chạy hốt hoảng. Cách chùa hơn 200m có một bãi trống. Tôi hướng dẫn đoàn người vừa qua đó rồi giữ lại những người đàn ông nghi là lính Pot hoặc những lính Pot đã cởi trần không có súng. Có nhiều tên với bộ mặt vô cùng hoảng sợ tự giác đứng lại. Đoàn người mỗi lúc một đông, cùng với số lính Pot được lọc ra cũng ngày càng nhiều.
đến sầm tối thì ước được mấy trăm thằng cũng là tình huống thật nguy hiểm, vì co cụm chúng tại đây rất nhiều thằng to béo, trong khi lực lượng của chúng tôi chưa đến chục người. Số lính post kia mà ào lên tay bo, chúng tôi không chống đỡ nổi. Bụi đất vẫn mịt mù, mọi người đã thấm mệt, thấm khát, cả đám lính post cũng vậy, trong khi chiều đã tối dần, không biết giải quyết số tù binh này như thế nào. Anh em tôi bàn với anh Lưa, chủ nhiệm chính trị, là số tù binh đông thế này thì mình không thể cáng đáng nổi. Cả đêm ở đây cũng rất nguy hiểm, chúng tôi xin ý kiến là thanh lọc những thằng thấp bé nhẹ cân cho ra theo dân, chỉ giữ lại những tên nghi là cán bộ, là sĩ quan của post thôi. Cùng lúc, chúng tôi vẫn phát loa hướng dẫn người dân ra ngoài hướng trục đường 4. Đạn pháo của post vẫn ầm ầm vào khu vực, dân vẫn hoảng loạn, sự hỗn độn vẫn tiếp diễn. Đằng trước tôi có một người phụ nữ đang chạy, đánh rơi từ người ra cái khăn đựng vật gì bên trong như là nắm cơm. Tròn như quả bưởi của người phụ nữ theo đà chạy theo mấy bước, rồi quay lại định nhặt cái vỏ bọc ấy, rồi lại đứng lại, mắt sợ sệt nhìn chúng tôi. Tôi nói với Ivan trong đội công tác, lại lấy, kiểm tra xem có gì trong đó. Ivan xách súng lại, nhặt bọc khăn lên, thì thấy bọc nặng trĩu. Cùng lúc, người phụ nữ quỳ xuống van lạy, tôi nghĩ là họ giấu vũ khí bên trong đó. Bèn xem lại thì Ivan nói, anh Phú ơi, toàn là vàng. Tôi cầm xem, cái bọc nặng trĩu tay cũng khoảng mấy kg. Người phụ nữ không quỳ lại nữa, mà đứng dậy chạy theo đoàn người. Tôi xem thấy đúng toàn là vàng, liền nói với Ivan là gọi trả lại họ. Ivan gọi người phụ nữ đứng lại, mang đưa trả bọc vàng đó. Người phụ nữ như không tin là được trả lại bọc vàng, đứng tần ngần một lúc, rồi lại quỳ xuống vái lia lịa về phía chúng tôi. Mồm thì cứ tuôn hàng trăm tiếng dài, như là nói cảm ơn, cảm ơn. Tôi ra hiệu đi đi, họ vùng đứng lên rồi vụt chạy, hòa lẫn theo đám người, khuất trong khói bụi mùi mịt. Trời tối dần, tiếng súng bộ binh không còn nữa, song pháo cối của post vẫn bắn vào khu vực của trung đoàn. Tiếng của động cơ xe tăng post vẫn ỉ ầm. Cối 120 ly, 82 ly của DKZ của các đại đội hỏa lực trung đoàn vẫn bình bình, ủng hoàng sang bên kia yên ngựa. Pháo 105 của sư đoàn ngoài đường 4 cũng vẫn vo vo qua đầu chúng tôi, nhưng tiếng đạn bay thưa dần. Trung đoàn bộ di chuyển lui ra ngoài khu vực dừng chân. Chúng tôi nhanh chóng thanh lọc số tù binh. Bọn này vẫn trong trạng thái sợ sệt, nhưng có vẻ đã qua cơn hoảng loạn. Khi được hô đứng vào hàng lối, thì lũ lính post lôi thôi, bẩn thỉu đó lại xếp hàng lối rất nhanh, rất chuyên nghiệp. Hàng ngang, hàng dọc thẳm tăm tắp mới lạ cơ chứ. Tôi nói anh em vệ binh đứng ngoài xa khoảng 30 mét, chĩa súng bảo vệ. Còn tôi và Sa Trơn đi vào giữa các hàng, chọn lựa theo cảm quan, lựa những tên nhỏ bé ra một phía. Số lựa chọn ra được hơn 200 tên, còn lại là 125 tên. Bọn post vẫn rất sợ sệt, có lẽ chúng chưa hiểu số phận hay chưa hiểu cách xử lý của chúng tôi như thế nào. Sơ bộ việc lựa chọn đã xong, tôi nói anh em phát loa giải thích chính sách khoan hồng của cách mạng Campuchia, sự giúp đỡ làm nhiệm vụ quốc tế cứu nhân dân Campuchia của Việt Nam, cùng tội ác tày trời của lũ bè động Pol Pot, Yang Sari, cùng với bọn ăn cơ Khmer Đỏ khát máu. Tôi nói anh em nói rõ là đã theo lính Pot, mặc dù rất nhiều anh em bị bắt ép, nhưng đã cầm súng chống lại cách mạng Campuchia chân chính, chống lại dân, giết dân thì đều là có tội. Nhưng hiện nay, bọn Pot đã bị cách mạng Campuchia cùng sự giúp đỡ của bộ đội Việt Nam đang đánh cho đại bại. Với chính sách khoan hồng của cách mạng, thay mặt cách mạng Campuchia và bộ đội Việt Nam, chúng tôi phóng thích cho anh em trở về địa phương. Mọi người đi theo đoàn dân từ trong rừng ra, không được chạy vào rừng, không được cướp bóc của dân, hãy về quê cũ, trình diện với chính quyền. Tất cả số tù binh của Post vỗ tay rầm trời hưởng ứng. Tiếp tục, anh em giải thích cho số hơn 100 còn lại. Tất cả sẽ ở lại cùng đội công tác Campuchia và bộ đội Việt Nam. Chúng tôi nói là để họ yên tâm, là để họ không sợ bị trả thù, không bị bắn giết. Nếu bị bắn giết thì chúng tôi đã làm rồi. Mọi người không nên chạy, không nên sợ. Ngày mai, chúng tôi sẽ đưa mọi người về nơi học tập. Ai hối cải tốt thì sẽ được khoan hồng, tiếp tục về quê hương. Ai chạy trốn sẽ bị trừng trị. Tôi nói qua phiên dịch là mọi người nghe rõ không và có đồng ý không? Số tù binh hô rất to là đồng ý, rồi lại cùng vỗ tay rầm lên. Trời đã tối, số tù binh được phóng thích nhanh chóng chạy theo đoàn dân khuất trong đường mòn đầy bụi cùng cây cối. Cũng đã không còn người dân nào nữa. Anh em chúng tôi đã thật mệt, rã rời chân tay, cùng với đó là cơn đói và cơn khát. Nhưng giờ đây, với số tù binh hơn 100 thằng này giữa rừng hoang, đêm xuống, chúng tôi vẫn trong tình trạng vô cùng căng thẳng. Tôi cho lũ tù binh ngồi xuống, nhắc anh em phải trong tư thế sẵn sàng nổ súng, rồi cùng anh Văn đi gặp anh Lưu và trung đoàn, lên kế hoạch quản lý, xử lý lũ tù binh này. Những chuyện bất ngờ xảy ra vào ngày hôm sau, một sự việc mà không ai trong số bộ đội Việt Nam lường trước được. Anh em thân mến, trên đây Hồi ức thời chiến vừa dẫn lại trích đoạn hồi ký của cựu chiến binh Trần Phú, từng chiến đấu cho sư đoàn bộ binh 341 Sông Lam quân đội nhân dân Việt Nam tại chiến trường Campuchia. Nếu anh em muốn theo dõi những phần tiếp theo, hãy ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những trích đoạn tiếp theo do chúng tôi thực hiện nhé. Cảm ơn anh em đã ở lại theo dõi video đến phút cuối cùng. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau.